Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị này quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 31 tháng 7 năm 2020, tức là cái ngày cuối cùng của cái tháng 7. Ngày mai là bước sang tháng 8 quý vị nhé. Thì hôm nay Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc để đưa cho quý vị lên một cái video để cho quý vị thấy là với những sản phẩm mà Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc bán cho toàn thể khách hàng á, thì Trung tâm đều test qua tất cả mọi thứ là đều chạy ngon lành, đều ok, sau đó Trung tâm mới giao cho khách hàng. Đó, bởi vì là trung tâm bán còn bảo hành nữa nên là chắc chắn cái điều mà em phải bảo hành cho các bác thì trước khi gửi hàng cho các bác thì bên trung tâm em là phải kiểm tra thật kỹ lưỡng là đàn mọi thứ là hoạt động bình thường ngon lành, sau đó trung tâm em mới gửi cho các bác, chứ không bao giờ là em hàng của em lỗi mà em gửi cho các bác. Bởi vì là các bác khi đặt hàng của bên em, các bác không phải đặt cọc này, không phải chuyển khoản trước này. Khi các bác nhận hàng, các bác được bóc hàng ra, các bác kiểm tra, test hàng, thấy ok, sau đó các bác mới phải thanh toán, đúng không? Đấy, thì chắc chắn là em làm cái điều này thì em phải làm thật tốt, thì để cho gửi gắm tới khách hàng, để chúng ta mới có được một cái giao dịch mua bán giữa người mua và người bán cảm thấy hài lòng, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay em đưa một cái video, thực chất ra thì cái đây là một cái đàn bầu. Nội dung, đây, em sẽ bóc ra cho các bác xem. Cái đàn bầu này được gửi cho bác Nguyễn Văn Anh ở số nhà 23 ngách 123/8 đường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Quý vị nhé, số điện thoại của bác là 0968851756. Đó. Bác ấy đặt cây đàn bầu gỗ muồng thẳng, lắp mạch điện ngân dài, trong đó có một máy đo dây. Đấy, bác được tặng hai sợi dây phụ và que gảy bằng tre. Tổng tiền hàng của bác ấy là 2.150.000 tiền hàng, cả tiền hàng lẫn tiền ship là 2.223.000 tiền hàng lẫn tiền ship, đúng không ạ? Thì bác ấy đặt hàng, nhưng khi hàng tới, bác ấy được bóc ra xem test thử thì bác ấy bảo là đàn không đạt chất lượng, không có tiếng ngân dài. Thì đây, bây giờ em nói này, đây em vừa rạch một đường dao rồi. Đây nhá, hàng của bưu điện họ hồi lại hoàn cho em là đang bao bọc vẫn nguyên xì ở đây. Đấy, thì khi em nhận hàng thì em chưa bóc ra, bây giờ em quay video trực tiếp em bóc cái cây đàn này ra. Em test thử thực tế là hàng của em lỗi hay là người mua không biết sử dụng. Thì khi bác ấy có phản ánh là không có một tí tiếng ngân dài nào thì trung tâm đã nói lại là bác kiểm tra lại đi. Bác đã biết sử dụng cái phần mô min ngân dài và điều chỉnh chép bát để tạo ra được tiếng ngân dài chưa? Và bác ấy khẳng định là bác ấy là người làm nghề lâu năm và có tổng thể rất là nhiều người đang ngồi gần với bác là cũng toàn là những người đã là những người trong nghề lâu năm đó, và khẳng định là đàn không có một tiếng ngân dài nào. Thì em cũng nói thật với các bác là em khẳng định với các bác là đàn của em không hề lỗi. Em nói với các bác vậy, em khẳng định với đàn của em là đàn không hề lỗi. Thì em mới làm video và em nói với các bác này, em đã đưa ra cái tiêu chí là không bắt khách hàng đặt cọc, không bắt khách hàng chuyển khoản, khách hàng nhận hàng còn bóc hàng để kiểm tra test hàng trước khi thanh toán. Thì em không bao giờ em gửi hàng lỗi cho các bác, đúng không ạ? Các bác phải hiểu cái vấn đề đấy. Thế nên là các bác phải biết là em đã đưa ra tiêu chí như vậy thì hàng của em luôn luôn là nó phải chuẩn, sau đó em mới gửi cho khách hàng được. Đấy. Thì bây giờ là để thực tế là ai sai ai đúng, em đã làm cái video từ đầu em bóc ra rồi. Đây nha, máy đo dây vẫn còn trong này đúng không? Cục nguồn của cái đàn này. Đây, cần vào phễu đây. Cần phễu, cần rất đẹp, rất to, rất dài. Đàn gỗ muồng rất đẹp luôn. Tiện thể đây thì em cũng thông báo giá cho các bác luôn để cho biết là cái mặt hàng gỗ muồng của em giá là 1.200.000. 1.200.000 một cái đàn gỗ muồng vân gỗ rất là đẹp, rất là sắc sảo và tinh khiết các bác nhé. Đó, mạch điện thì em có hai loại. Đàn bầu thì em có rất là nhiều loại này, cái loại rẻ nhất là 600.000 là gỗ thường, và tiếp theo là đến gỗ muồng thì nó đắt hơn, nó 1.200.000. Đây, vân gỗ này. Rất đẹp các bác nhé. Sau đó là đến mạch điện thì có hai loại là mạch thường thì 500 và mạch ngân dài thì 800. Đây, lắp mạch ngân dài các bác nhé. Đây là mô bin ngân dài và mô bin chính đây. Đó. Thì bây giờ em sẽ tiến hành cái thao tác là chúng ta sẽ lên dây. Đấy, quay video từ đầu tới cuối không là các bác lại
bảo là em là quảng cáo trên YouTube là thấy ngân dài mà gửi hàng đến thì các bác không dài. Nói thật các bác là các bác không biết sử dụng, các bác có tuổi rồi đấy, nhưng mà các bác xem video như là như là cưỡi ngựa xem hoa thì em nói các bác thì các bác lại bảo thủ là tôi là những người chơi đàn bao nhiêu năm nay rồi. Phải nói các bác ạ, đấy các bác rất là bảo thủ, các bác khẳng định là tôi là những người chơi đàn bao nhiêu năm nay rồi. Em nói các bác này, có những người còn tự hào là làm ra được đàn cơ. Đấy, tự hào tôi đã từng làm ra chơi đàn từ năm hơn 10 tuổi mà tôi đã từng tự làm ra đàn bầu, thiết kế đàn bầu xong cuối cùng gửi bẫy cái mạch về không biết lắp. Nên là mình chưa giỏi được so với thiên hạ đâu các bạn. Đấy. Em cũng không bảo là em giỏi hơn mọi người, thế nhưng mà em làm được cái gì em chia sẻ với mọi người cái đấy thôi. Đấy. Nên là sự khiêm tốn thì nó sẽ không có thừa. Đúng không ạ? À, chúng ta sẽ luồn một đầu dây ở đây và vặn nhẹ lên, tay bên này ta đủn dây, khi em thò đầu dây tao cần được túm lên và chúng ta tăng dây lên. Được chưa? Bây giờ em sẽ kết nối cục nguồn đây, cái ba đàn này sẽ cắm ổ điện, bật công tắc màu màu xanh sáng lên đúng không? Bây giờ ta sẽ kết nối với loa nữa. Đây là cái loa lén 15W này, ổ 6 ly được hàn trên loa này, dùng dây hai đầu 6 ly, một đầu cắm vào loa, đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào ổ đây nhá. Bởi vì là cái này nó sẽ đi thẳng trực tiếp công suất tín hiệu ra loa. Đặt cắm vào đây. Được chưa? Thử các bác xem. Để xe loa một tí. Được chưa? Đấy là chế độ thường nhá. Thì bây giờ chúng ta xài cái chế độ tiếng ngân dài, chúng ta sẽ bật cái công tắc này lên. Đây, bật công tắc chúng ta sẽ điều chỉnh cái nút chép này. Điều chỉnh nút chép và nút bát này, chúng ta để hai cái nút này 75% thôi hoặc là 50% quay đầu thôi các bác nhá. Đây, em thử cho các bác thực tế này. Nó ngân hoài em luôn. Em thử lại một lần nữa cho quý vị xem nhé. Nói luôn là tôi không có tiền để tôi lấy cho nó dễ, còn dễ hiểu. Đằng này các bác lại bảo là đàn của em bị lỗi,
không có tiếng ngân dài, thành ra là các bác ấy đang vùi dập cái sản phẩm của em, là làm hạ thấp cái sản phẩm của em, làm hạ thấp cái chất lượng mặt hàng của bên em, đúng không ạ? Các bác em nói thẳng luôn là bây giờ cháu thông cảm với bác, có tuổi rồi. Lúc bác đặt hàng nhưng mà bây giờ hàng tới nhưng bác không có tiền bác lấy, có khi chính như vậy thể không đỡ bức xúc. Đây, mình mất công gửi, mình mất công làm test lên video, làm YouTube. Trước khi gửi cho mọi người thì trung tâm cũng làm YouTube để mà test tất cả, nhưng mà các bác ấy nhận hàng các bác ấy không chân thật, nói là các bác ấy, hoặc là có rất là nhiều người làm đặt hàng để mà mang tính chất gọi là xem hàng nó làm như nào, xong đó mình về mình làm bắt chước theo á. Đấy, cũng có rất là nhiều người cũng kiểu là gọi là làm kiểu cho mèo. Đấy, về bóc ra ngó xem qua cái mà nhìn bắt đầu chụp ảnh lại, ông quay phim lại, ông về để mà làm bắt chước theo. Nó thật các bác nghe, những cái trò này em biết hết. Đấy, nhưng mà thôi. Đấy là em làm cái nội dung là cho các bác thấy là cái đàn của em là khi gửi cho khách hàng tất cả mọi thứ là em đã đưa ra một cái tiêu chí là không có một cái gì thiệt cho khách hàng à, thì em phải làm chuẩn, đúng không? Thì em rất mong là những khách hàng đặt hàng ở bên em cũng chuẩn giúp em. Còn các bác nhé, các bác mà đặt hàng kiểu vớ vẩn như này, em nói các bác nhé, không bao giờ có lần thứ hai các bác mua hàng được ở bên em. Em khẳng định với các bác như vậy nhé. Đó, em làm với ai một lần mà cảm thấy là ok, là người đàng hoàng, thì chắc chắn là những lần thứ hai thứ ba thì đi luôn luôn sẽ được ưu đãi. Còn những người nào mà mua hàng mà kiểu làm ăn trò mèo, kiểu trẻ con mà không đàng hoàng á, không bao giờ có được một cái chương trình ưu đãi, thậm chí là lần sau gọi đến mua em bán sẽ không bao giờ được giá tốt, hoặc là sẽ không thèm bán cho người đó nữa các bác nhá. Đó là một cái điều mà các bác phải lưu ý được chưa. Đấy, cũng chỉ được một lần thôi, không bao giờ có lần thứ hai thứ ba đâu các bác nhá. Đó, đàn thực tế này em bóc ra các bác thấy là làm không có một vấn đề gì cả. Đó, hoạt động bình thường. Đấy. Đây nhé, em đọc lại cho các bác là tên của người nhận. Bác Nguyễn Văn Anh ở số nhà 23 ngách 123 trên 8, đường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đúng không ạ? Số điện thoại là 096 885 1756. Đó. Đó. Tổng nội dung ở đây. Rồi. Như vậy là em đã chia sẻ cho các bác một cái cũng là một cái hình thức là sử dụng cái đàn bầu là một phần này. Điều chỉnh khi chúng ta chơi mà cái tiếng ngân dài nó òa lên thì chúng ta phải giảm, biết tay bên này chúng ta phải giảm cái nút chép xuống để làm sao cái tiếng nó vừa phải với cái tai mình nghe. Đó, đúng không ạ? Vừa phải cái tai mình nghe, sau đó là mình sẽ lắc ở bên cần này, ưỡn lên hoặc là ưỡn xuống tùy theo cách của chơi của từng người các bác nhé. Em đưa ra được một sản phẩm thì nó chỉ hơn, giá nó rẻ hơn với cái mạch thường có 300 nghìn, nó không phải là cái gì là to tát. Giá như nó là 3 triệu chẳng hạn thì em nói các bác thì nó phải là một cái gì đấy nó rất là to tát, đúng không? 300 nghìn, hơn có 300 nghìn so với mạch điện thường thôi, thêm một chút thôi các bác nhé. Đó, nên là các bác cố gắng là đặt hàng ở bên em thì cố gắng là người đặt hàng uy tín và chất lượng, là người đàng hoàng giúp em nhé. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi cái video của em xin phép kết thúc video này. Xin chào tạm biệt toàn thể các bác.